Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Hồng Thanh Food. Hôm nay thì kênh của mình Thanh Food sẽ chia sẻ các bạn thêm một cách nấu bún riêu rất là nhanh, gọn và dễ nấu nha. Thì để làm cái món bún riêu mực ngày hôm nay, trước hết ở đây mình sử dụng nửa ký cua này là mình đã xay sẵn rồi ha. Mình có thể là mình mua cua sống rồi nhờ ngay chỗ bán người ta xay luôn cho mình, rửa sạch rồi xay, rất là người ta xay sẽ nhanh hơn là mình ở nhà mình làm nè. Ngoài cái phần cua ra thì hôm nay mình sẽ sử dụng thêm là mực. Mình sẽ làm cái bún riêu mực, hoặc là có thể làm các bạn có thể là mình sử dụng bạch tuộc cũng được luôn nha. Bạch tuộc thì nó sẽ giòn hơn. Ở đây là mình sử dụng khoảng là 300g mực và một miếng huyết heo á. Cái ngoài cái những nguyên liệu này ra thì mình hôm nay mình sẽ sử dụng cái nguyên liệu quan trọng nhất là mình sử dụng cái mắm tôm. Cái mắm tôm hay là mà cái mắm tép gì cũng, cái mắm ruốc gì cũng được hết á, mà thường thì bún riêu thì người ta sẽ sử dụng cái mắm tôm nó sẽ thơm hơn. Ngoài những nguyên liệu này ra thì hôm nay mình sử dụng thêm là cái phần chả mình có thể là mình sử dụng cái chả cá hoặc là chả quế cũng được ha. Rồi đậu hũ, cà, một ít hành tỏi mình băm, và củ hành này nếu thích thì mình có thể là mình cho vào trong đây luôn cũng được. Mỗi nguyên liệu này mình để mình ăn kèm với cái phần bún riêu thì không thể là thiếu bún. Bún ở đây thì mình sử dụng cái bún loại sợi nhỏ nha. Rồi rau để mình ăn kèm với cái phần bún riêu thì mình sử dụng là bắp chuối nè, rau muống nè, rồi bắp cải. Rồi ở đây thì mình thêm một ít cái phần rau thơm như là rau răm nè, rau ôm. Cái những loại rau răm hay là rau ôm hay là quế này rất ăn rất là tốt cho sức khỏe, nên mình sẽ cho vào thêm trong cái phần món rau sống để mình trụng mình ăn luôn chung ha. Trước hết ở đây cua thì sau khi đã làm sạch và xay nhuyễn rồi, bây giờ thì mình sẽ nấu cái phần nước cua này lên nha. Bây giờ mình sẽ cho nước vào. Hôm nay mình sẽ nấu khoảng là 5 đến 6 người ăn. Thì cái phần 5 khoảng 6 đến người ăn thì mình sử dụng ở đây là khoảng là 2 đến 2,5 lít nước. Thì hôm nay mình sẽ làm cái phần này là khoảng là 2 lít nước. Cho vào trong cái phần cua này 2 lít nước nha. Mình sẽ cho cua vào trong một cái thau cho nó không lớn. Đó thì mình sẽ cho nước vào. Mình ở đây mình có thể là mình vắt cái phần nước cua này khoảng 2-3 lần ha. Tại vì cái phần nước cua này nó có cái thịt bên trong nó ngọt, nên mình sẽ vắt kỹ một chút xíu. Mình cho trước một lần lít nước, sau đó mình sẽ cho nước từ từ vào. Mình vắt lần 2, lần 3. Và cho vào trong đây một tí xíu muối. Mình dắt cua mình cho một tí xíu muối để mình lấy cái phần thịt ha. Rồi sau đó thì mình sẽ lượt vào trong cái phần nồi này nha. Mình lựa cái phần cua ngày hôm nay thì mình lựa cái rổ nó hơi thưa á. Nếu mình lựa cái rổ mà nó kiểu như nó giống như dải mùng thì nó sẽ không có xuống phần thịt cua hết, mà nó chỉ xuống nước không à, nó không ngon. Nên mình sẽ lựa cái rổ nó hơi thưa chút xíu này nè, mình cho vào. Ở đây sau khi mình vắt cái phần cua xong rồi mình để qua một bên nha. Đây mình đang vắt cái phần nước thì mình cho vào trong cái nồi nước cua này là 2 lít nước rồi nè. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần mắm tôm này. Mắm tôm này thì mình đang sử dụng là chai loại mắm tôm nhỏ nè. Chai này nó khoảng bao nhiêu ra ta? Thì mình sử dụng cái chai có cái loại chai nhỏ này khoảng là tầm 6-7 ngàn một chai á. mình sử dụng một chai nhỏ. Nếu chai lớn thì mình sử dụng khoảng nửa chai thôi ha. Nó ra hai loại, loại nhỏ và loại trung. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái phần nước, mình sẽ cho nửa lít nước vào, là 500 ml nước đó các bạn. Rồi mình cho vào, mình để đây nha. Thường thì nếu mà có cái mắm ruốc thì mình thích nó cái mùi mắm ruốc hơn là cái mùi mắm tôm. Rồi mình để qua một bên. Và tiếp theo nữa là mình sẽ làm cái công đoạn mình cắt cái phần, mình thái cái phần cà ra. Cà này thì mình sẽ thái muối ra. Mình sử dụng khoảng là từ 2 đến 3 trái cà. Còn nếu mà thích nhiều thì mình có thể là mình sử dụng thêm là 4-5 trái gì cũng được. Thường thì có những người ta thích ăn bún riêu á, người ta sẽ thích có bỏ cà vô nhiều. Tại vì cà này nó ăn vừa tốt mà nó có vị chua chua nên người ta thích ăn hơn. Còn cái phần này, phần hành tím này thì mình có thể là mình thái cái phần hành tím này đang hồi mình cháy nha. Mình cháy mình bỏ vô trong cái nồi bún riêu á, tặng cho nó thơm. Nếu không có hành thì nó không có thơm ha. Mình sẽ cho cái hành phi này vào, mình sẽ sắc mỏng như thế này rồi mình đem đi cháy á. Cái phần huyết này thì mình sẽ sắc ra cái hình vuông. Rồi đối với cái phần mực này, sau khi mình mua về thì mực này mình mua về nên mình rửa với cái phần nước chanh nha các bạn. Tại vì cái phần mực này thường thấy người ta hay ướp phân hoặc là người ta hay ướp cái phần nước rửa chén để cho nó bóng và nó không có bị hư con mực. Thì mình về mình rửa lại với cái nước sạch khoảng 3-4 lần gì đó, rồi sau đó thì mình sẽ rửa lại với nước chanh. Nước chanh thì con mực này nó sẽ rất là sạch và nó ở trong cái phần ruột này nó không còn cái phần nhám nhám á. Mình nghĩ là nghĩ là cát hay là ở trong phần trong á, nên mình sẽ ngâm với nước canh khoảng là 2-3 phút gì á, thì xong rồi mình rửa lại phần con mực này cho nó sạch. Đối với bạch tuộc cũng vậy, thì cái mực này mình có thể là mình bỏ lớp da bên ngoài hoặc là mình lấy cái lớp da bên ngoài đều được đúng không ha. Nếu các bạn nào mà chúng ta có thời gian á, mình rỡ cái lớp da này ra nó cũng rất là nhanh. Tại vì mình muốn để luôn á, cho cái phần mực này nó được có màu đỏ, nó đẹp à. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi cháy cái phần hành cháy này cho nó thơm nha. Mình cháy cái phần hành cháy này trước ha. Rồi còn bây giờ thì hai cái phần nồi mình sẽ bắt lên mình nấu nha. Cái phần đối với cái phần cua này mình sẽ bắt lên cái lửa với cái lửa vừa thôi, để mình nấu từ từ cái phần cua này, để mình vớt ra cái phần thịt cua hồi nó nổi lên bên trên á, còn gọi là cái phần cua nó nổi lên, nó bồng con lên á, thì mình vớt cái phần đó ra nha. Mình làm chả cua. Còn cái phần mắm tôm này, vì sao mình phải nấu cái phần mắm tôm này? Thứ nhất là cái phần mắm tôm này nếu mình cho sống vào thì nó có mùi vị rất là hăng, và nó có mùi vị nặng lắm, mình khó mà ăn. Thì nó lấn át cái mùi cua rồi nó không ngon. Bây giờ thì mình sẽ nấu lên để mình giảm cái mùi của cái phần mắm tôm này bớt, để khi mình ăn mình vừa thấy cái vị cua này, mình vừa thấy cái vị của mắm tôm ở trong cái phần bún riêu. Mình nấu cho nó sôi ở đây khoảng là 5 phút nha. Cho nó sôi thiệt là sôi 5 phút và mình nấu riu riu thôi. Nó sôi cho nó sôi riu riu 5 phút rồi mình hãy tắt bếp. Ở cái phần nước cua này mình bắt buộc là mình phải cho muối đừng nó mới nổi lên cái phần cua nha. Để hồi mình làm chả nó nổi lên, nó bồng lên nè. nó sôi từ từ là nó bồng con lên hết luôn, mình vớt ra. Nếu có muối mới nổi, nếu không có muối nó không, ít nổi lắm. Rồi ở đây mình nấu cái phần cua này nó nổi lên rồi nè, mình sẽ vớt cái phần cua này ra nha. Đây đó, nó nổi lên như thế này là mình vớt nó ra, nó sôi lên là nó nổi nè. Mình vớt ra cái phần tô. Sau đó thì mình sẽ ép cái phần nước cua, nước nó ra, nãy mình vớt nó cũng có nước nữa, mình ép nó ra. Mình ép như thế này cái phần nước nó không còn nữa ha, nó còn phần thịt cua đó. Còn bây giờ sau khi mình làm cái phần, giờ mình sẽ làm cái phần chả cua nha. Thì mình thấy có ngoài quán người ta làm, có những ngoài quán người ta làm cái phần chả cua này rất là ngon. Trước hết thì mình sẽ cho ở đây là khoảng là 2 muỗng cà phê dầu ăn hoặc là mỡ cũng được ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho 1 muỗng cà phê hạt nêm, và tiếp đó nữa thì mình sẽ cho đây là khoảng 1 muỗng cà phê đường, để cái phần chả cua này nó được béo ngon hơn. Thì ở đây thì nếu mình sẽ sử dụng cái trứng vịt, tại hôm nay mình không có trứng vịt thì mình sử dụng cái trứng gà luôn không được luôn nha. Mình có thể mình sử dụng cái phần trứng vịt hoặc trứng gà, mình sử dụng là khoảng là 2 đến 3 trứng thì cũng được hết ha. Và mình sẽ có tiêu á, ăn tiêu được á, thì mình sẽ cho một ít tiêu vào trong đây, mình cho tiêu vào ha, cho đây nửa muỗng cà phê tiêu vào. Đó, mình sẽ đánh đều cái phần trứng này và cái phần cua này lên. Rồi sau khi mình đánh đều lên như thế này, giờ mình sẽ đem đi mình hấp cái phần chả cua này. Cái phần chả cua này mình hấp, mình làm như thế này thì nó sẽ mình để nguyên miếng, nó ăn rất là ngon và ăn vô rất có vị béo béo thơm thơm mà. Còn mình nếu mình không có hấp đó, mình nãy như mình ép, mình làm xong rồi mình ép cũng được nữa. Tuy nhiên thì cái phần ép đó thì mình ăn cái phần chả cua nó không được ngon bằng cái phần mình làm cái phần chả cua hấp này ha. Thì bây giờ mình sẽ đem đi cái phần chả cua này hấp, mình hấp khoảng là 15 đến 20 phút. Cái phần tùy theo cái độ dày của phần cua mà các bạn hấp thời gian khác nhau. Cũng như của mình là mình hấp 20 phút là cái phần chả cua này nó đã chín rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình nêm cái, mình cân đo cái gia vị luôn nha. Thì ở đây mình sử dụng khoảng là 40g đường. Mình sử dụng cái đường, các bạn có thể là mình sử dụng cái đường phèn hoặc là cái đường cát thì cũng được. Ở đây mình sử dụng cái đường phèn cho nó ngọt thanh. Còn nếu mình thích nó không có đường phèn, mình sử dụng cái đường cát nó vẫn ngọt ngon nha. Ngoài đường ra thì ở đây á, mình sử dụng thêm là bột niêm. Thì bột niêm mình sử dụng 1 muỗng cà phê. 1 muỗng cà phê của mình là loại lớn nè. Rồi nước mắm. Nước mắm ở đây mình cũng sử dụng là khoảng là đây 1 muỗng, mà mình sử dụng muỗng lưng nha. Muỗng lưng á. Muối hồi nãy mình có cho một ít muối vào trong cái phần nãy mình cho muỗng muối vào trong cái phần cua rồi, bây giờ thì mình sẽ cho thêm một muỗng nữa. Rồi mình nêm, tại vì cái phần mắm tôm nó cũng có vị mặn nữa, nên mình sẽ nêm từ từ. Thì cái phần ngoài cái bún riêu nó sẽ có cái màu, thì ở ngoài tiệm thì các bạn ăn thường thấy là cái sẽ có cái màu đỏ. Tuy nhiên thì hôm nay mình sử dụng cái màu hạt điều để mình làm cái phần tạo màu nha. Mình sử dụng đây là khoảng là 1 đến 2 muỗng, nếu mà có thì mình sử dụng 2 muỗng cho nó màu cho nó đẹp. Rồi có ăn bột ngọt thì mình sẽ cho một muỗng cà phê bột ngọt nếu mà có thế, nếu mà không ăn bột ngọt thì thôi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần dầu, cái dầu nãy hành mình cháy á, mình sẽ cho ở đây là khoảng là một muỗng cơm hay là một muỗng cà phê lớn cái phần dầu hành á, nãy mình cháy lên. Rồi mình lấy cái phần nước dầu này rất là thơm nè, mình có thể là mình cho từ 1 đến 2 muỗng nha. Ở đây mình cho 2 muỗng đi nó thơm, cho nhiều nó thơm chứ không gì. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình cho vào trong cái nồi cua. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nước nãy mình nấu rồi nè, mình cho nó nóng xuống á, rồi mình cho cái nước trong vào trong đây. Ở đây là tổng cộng là mình nấu khoảng là từ 2 đến 2,5 lít nè. Mình cho cái phần mà nước trong cho xuống hết luôn ha. Rồi bắt đầu là mình nấu luôn nha. Trong lúc mình nấu thì mình sẽ cho cái phần gia vị vào. Ở đây thì mình sẽ cho thêm một ít cái phần hành cháy vào trong đây luôn. Và cái phần là các bạn thấy là cái phần chả cua, sau khi mình hấp rồi nè các bạn, nó rất là ngon. Nào các bạn thấy, nhìn thấy là cái phần nó dẻ chặt lại rất là ngon, và mình để nó được lâu á thì cái phần chả cua này nó sẽ có cái vị nó không có bị bở, mà nó dính nguyên kết, dính nguyên lại. Mình ăn mình sắn ra, mình bỏ vào trong tô rất là ngon. Và đây giờ thì mình sẽ để cho nó nguội nha. Mình sẽ cho cà chua vào. Và đợi cho cái phần này nó sôi trở lên ha. Sôi trở lên rồi mình nêm nếm gia vị nha. Và khi cái phần nước này nó sôi rồi nè, nó sôi đây khoảng là 3-4 phút rồi, cà nó cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị lại cái nó vừa ăn hay chưa nha. Đối với mình cái phần bún riêu này nó vừa ăn rồi nè. Thì mà nếu các bạn, các anh chị nào mà thích ngọt á thì mình có thể là mình cho thêm cái phần ngọt là phần nước xương hầm, cái phần nước từ thịt heo á, mình lấy mình nấu khoảng là 45 đến 60 phút gì đó, rồi mình hãy cho vào cái nước xương đây thì nó sẽ ngọt xương. Còn nếu không nước xương thì mình có thể là mình nêm đường vào cũng được ha. Thì ở đây mình thấy gia vị nãy mình nêm đây nó vừa ăn rồi. Nếu mà thích mặn chút nữa thì mình sẽ cho một ít muối hoặc bột niêm. Mình đối với mình như thế là vừa rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần đậu hũ này vào nè. Rồi mình cho cái phần hành mình sẽ xắt như thế này, xắt muối mình sẽ cho vào trong đây luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho huyết vào. Và sau đó thì mình sẽ cho cái phần mực này vào luôn. Thì đối với mình ăn ở nhà thì mình bỏ vào, còn nếu mà bán thì mình sẽ trộn sao ha. Cái phần mực này nó cũng nhanh chín lắm. Rồi mình đợi cho sôi trở lại là cái phần mực này nó cũng chín rồi nè. Mình sôi trở lại rồi mình sẽ bắt đầu là mình múc vô cái tô bún nha. Tô bún thì mình cũng tụng sơ qua nước sôi để cho nó giữ được độ nóng ha. Cái phần chả cua này sau khi nó nguội rồi mình lấy cái dao mình cắt, mình chia cho phần ha. Thì mình đối với mình ăn trong nhà thì mình chia phần như thế này. Mình lấy cái phần chả cua ra nè, các bạn thấy là nó rất là ngon nè. Đó. Mình lấy cái phần chả cua ra. Đó. Đó, nguyên miếng như thế này mình ăn, mình sẵn ăn rất là thơm ngon. Ở trên đây. Sau khi mình đã cho cái nguyên liệu vào trong cái tô bún này hết rồi nè, bạn thấy là nhìn hấp dẫn quá ha. Giờ mình sẽ chan nước vào trong đây luôn nha. Và nước ở đây nó sôi, mình phải để cho nó, nãy giờ mình cho nó sôi rồi nè. Rồi, như thế là mình đã làm xong món bún riêu mực ngày hôm nay rồi các bạn, các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn, các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.